Theo thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF, tính đến năm 2015, thế giới có khoảng 250.000 trẻ em đang bị mắc bệnh ung thư, trong đó 50.000 trẻ em được chẩn đoán, có tỷ lệ sống sót là 80% và 200.000 trẻ còn lại chỉ có cơ hội sống sót khoảng 25%. Mỗi năm, ước tính có khoảng 4.200 bệnh nhân ung thư mắc mới ở trẻ dưới 19 tuổi. Trong số này, có 2.000 ca ung thư máu, 900 trường hợp u não, còn lại là u nguyên bào thần kinh, u thận, u xương và u phần mềm. Căn bệnh ung thư gây nên những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần không chỉ cho người bệnh, mà cho cả những người xung quanh. Chỉ cần nghe đến căn bệnh ung thư, ngay cả những người mạnh mẽ nhất, quyết đoán nhất cũng có thể gục ngã. Ung thư ở người lớn đã vậy, nhưng ung thư ở trẻ em lại có một tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ung thư trẻ em là căn bệnh rất khó khăn trong công tác phát hiện, khám và điều trị. Khi mắc bệnh, các em không được hưởng quyền lợi rất bình dị của trẻ em là đi học, vui chơi. Nhiều ngày liền, các em phải thực hiện các đợt điều trị bằng hóa chất. Cơ thể đau đớn, mệt mỏi. Đôi khi còn có sự chán nản đè nặng lên những đứa trẻ đang tuổi vô lo, vô nghĩ và cả bố mẹ chúng. Gia đình anh Nguyễn Thiên Khởi ở xã Nam Cao, Kiến Xương, Thái Bình bàng hoàng khi biết cậu con trai Nguyễn Thiên Nam mắc phải căn bệnh ung thư máu. Ban đầu chỉ là những cơn sốt co giật không rõ nguyên nhân, những vết bầm tím khi đi học. Đến khi phát hiện được bệnh, trong tủy của cháu đã có đến 97% là tế bào ác tính. Tuyệt vọng đến mức, nhiều lúc anh chị quyết định không chữa trị cho cháu nữa. Nhưng được bác sĩ Việt Hương khuyên nhủ và động viên, gia đình kiên trì chạy chữa cho cháu và thu được kết quả khả quan. Thiên Nam bị xuất huyết rất là nặng trên lâm sàng, cháu chảy máu răng ồ ạt. Trên da toàn thân bị xuất huyết, là xét nghiệm lúc bây giờ là tiểu cầu ở máu ngoại vi của cháu chỉ có 9 giga trên lít. Ở cái tuổi này bình thường phải có tiểu cầu 300 giga trên lít, nhưng cháu chỉ được có 9. Mà 9 so với 300 là thiếu nặng như thế nào, và thậm chí cháu có thể tử vong ngay lập tức vì xuất huyết não và xuất huyết nội tạng. Thế thì bây giờ thì bố mẹ cháu cũng gần như tuyệt vọng, không muốn điều trị đâu, tại vì là hoàn cảnh thì khó khăn như vậy, lấy đâu ra người để chăm cháu? Thì mẹ thì gần đến ngày sinh, bà thì già, ông thì yếu, bố thì là cái trụ cột trong gia đình, thì cũng gần như là không muốn điều trị. Mẹ cháu thì gần như muốn là mang cháu về. Thế thì lúc bấy giờ thì một cái kỷ niệm giữa tôi với cả bố mẹ cháu đấy là tôi tư vấn không nổi thì bố mẹ cháu vẫn kiên quyết cho về, và tôi đã phải nói là lúc bấy giờ tôi gần như gắt gỏng với mẹ cháu. Tôi có nói với mẹ cháu một cái câu là nếu như em mang con về chờ chết, tức là em chưa làm tròn bổn phận của người mẹ. Chị đây, chị cũng là một người mẹ, con chị cũng bé như con em ở nhà, con chị cũng 3 tuổi. Nhưng nếu như bác sĩ chưa bỏ cuộc, thì em không có quyền bỏ cuộc. Chị mới là người phải bỏ cuộc, tại vì chị chữa bệnh cho con em. Có rất nhiều cái áp lực với chị. Nếu con em chết, thì chị sẽ biết nói sao với em, và chị biết nói sao với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng chị không bỏ cuộc, em không được bỏ cuộc. Thì lúc bấy giờ thì cô ấy khóc rất là nhiều. Cô vẫn không nghe theo lời tôi, cô vẫn đòi về. Thì tôi thực ra lúc đấy thì tôi cũng thông cảm với hoàn cảnh thôi, bởi vì là gần đến ngày sinh rồi, kinh tế thì khó khăn. Nhưng mà tôi quyết định điều trị cho cháu, bất chấp cả cái sự không đồng ý của mẹ cháu. Tại vì lúc đấy tôi bấu víu vào một cái đồng ý, đấy là bố cháu đồng ý. Thế thì điều tuyệt vời là khi điều trị trong tình trạng mạo hiểm như vậy, tiểu cầu có 9 giga trên lít thôi, nhưng mà vừa truyền hóa chất, vừa truyền tiểu cầu, có nghĩa là song song truyền đồng thời, thì không ngờ là 2-3 ngày hôm sau cháu không xuất huyết tiếp, mà cháu hết sốt hẳn. Và xét nghiệm lại thì tiểu cầu đã dần dần đã lên được từ 9 thành 10 thành 25 và trở về bình thường. Và cháu đã hoàn thành quá trình điều trị. Hiện nay thì chỉ còn vài ngày nữa là cháu làm thủ tục ra viện, và cháu hết hoàn toàn triệu chứng lên trên lâm sàng. Tôi hy vọng là cháu cũng sẽ được tốt như nhiều cháu khác, nghĩa là sẽ được đi học, sẽ được trở về cuộc sống. Nhìn vào gia cảnh của Thiên Nam, nhiều người nghĩ rằng có lẽ họ sẽ bỏ cuộc. Đây là gia đình thuần nông, cả nhà năm miệng ăn chỉ trông vào 2 xảo 2 ruộng khoán. Lại thêm Thiên Nam ốm đau bệnh tật,
gia đình lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Nhìn Thiên Nam đau ốm, bố em cũng sinh chứng đau dạ dày. Mọi vất vả đổ dồn lên vai người phụ nữ là mẹ em. Để chữa bệnh cho Thiên Nam, cả nhà phải đi vay mượn của anh em, bà con. Ngay cả ngôi nhà sơ sài đang ở cũng phải đặt ở ngân hàng. Họ lấy máu của bố để truyền cho con. Sau đó thì coi như là được 2 hôm thì coi như là bố vừa là lấy máu, mất máu, vừa là bị sốc. Vì biết được cái bệnh của con như vậy, thế nên là sốt, mà sốt ly bì không biết gì nữa. Đấy, từ đấy giờ đi thì đi tỉnh rồi lên viện nhi rồi chuyển viện ca là đọc có các bác với mẹ cháu đưa đi thôi, chứ bố cháu thì ở nhà thì lại đi viện luôn. Ngân hàng rồi tín dụng các nơi vay hết, họ còn ra họ xem nhà, họ biết cho vay lắm người, họ chẳng cho vay. Họ bảo nhà cửa này mà vay vậy thì không có rẻ, cực lắm, nhiều cực, bảo là trẻ nhẽ đấy cái con chết à. Thế tôi cứ liều, biết đâu rồi thì nó sống rồi, trời có mát rồi thì là mình làm, là mình giả. Thế chỉ nghĩ cái đường như vậy, chả biết nghĩ kiểu gì nữa. Thế nhưng mà được cái là bà con anh em làng xóm ở quê họ tốt lắm, họ động viên. Dồn hết tâm sức để chạy chữa cho Thiên Nam, cả gia đình không quản ngại khó khăn. Chị gái Thiên Nam còn ít tuổi, đã phải trông em thay mẹ. Trong lúc Thiên Nam điều trị bệnh, chưa thể đến lớp được, cô bé lại là cô giáo bất đắc dĩ, dạy em từ chữ A, chữ B. Sau 3 năm điều trị, sức khỏe của Thiên Nam đã được cải thiện rất nhiều. Nhìn những đứa con vui đùa, anh chị Khởi Hương cũng chỉ mong sao hạnh phúc nhỏ bé ấy được ở mãi bên mình. Hai vợ chồng thì muốn vợ thì được 161 mà chồng cũng được 161. Còn các cháu là chưa có ruộng. Thế nên là tất cả kinh tế gia đình thì cũng chỉ nhìn vào sào ruộng. Còn đâu có đi làm phụ bên ngoài thì cũng không đáng được bao nhiêu ở quê cả. Thì cũng chỉ có vay mượn thuê rồi thì tạo điều kiện tiết kiệm để cho cháu đi viện thôi. Mà không biết là giả nợ được con có còn hay không. Lắm lúc nghĩ cũng nan giải lắm. Mơ ước thì chỉ có mơ ước là nếu con khỏi được bệnh thì vợ đi làm, chồng đi làm. Thế là lo giả nợ và rồi thì cũng cộng tác để vẫn chữa chạy cho con, để cho con đi học như mọi đứa khác đấy. Mơ ước như thế. Cái ngày mới đi viện thì bây giờ chúng nó lên lớp 1, chúng nó đi học về thì cứ ra ngóng, thì cứ ngóng con đi học về thì chúng nó đi học thì cùng lứa tuổi nó lại đông. Thế mà con mình thì nó thế đấy. Nhật có khóc ngấm, khóc ngấm đấy. Thế nhưng được cái đến giờ thì cháu cũng đi học, nhưng mà lại học sau chúng nó đấy. Mình nghĩ cũng tội báo, nhưng mà thôi thì cái hoàn cảnh của nó, bệnh nó vậy, hoàn cảnh của mình như vậy thì phải chấp nhận. Chứ nhìn chúng nó cũng thèm lắm. Con mình thì vậy mà, cũng thèm, nhưng mà nói đi học cũng lo. Bởi vì giờ cái con lớn cái xong rồi lại cái thằng ấy mà đi học hiện là đóng góp cũng nhiều. Như vừa rồi ở mẫu giáo đấy, không được miễn cái khoản gì. Vừa tiền đi viện lại vừa tiền đóng mẫu giáo, liền một lúc bao nhiêu tiền, nhưng cứ vẫn phải chạy vậy cho cháu. Không thể để cháu gọi là thua thiệt các bạn được. Vẫn phải cứ chạy vậy vậy. Cứ cho nọ sổ cái kia, không biết đến ngày nào có giả là hết nợ đi. Đến khoa ung bướu nhi bệnh viện ca cơ sở 2, chúng tôi thực sự đau lòng khi chứng kiến những em bé đang bị căn bệnh ung thư hành hạ. Thật xót xa khi nhìn thấy những em bé chỉ mới vài tuổi mà đã phải khoét bỏ con mắt của mình. Có những em bé được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư mắt khi chỉ vài tháng tuổi. Có những em đau đớn khi điều trị, có em lại hồn nhiên vui đùa khi cơn đau qua đi, khiến cho những người chứng kiến không cầm nổi nước mắt. Các em còn quá nhỏ, chưa được vui chơi học hành, đã phải đến viện điều trị dài ngày. Có một thực tế đáng buồn là hiện nay hầu hết những bệnh nhân nhi đều đến viện ở giai đoạn muộn, nên khả năng giữ lại đôi mắt cho các em rất mong manh. Chớ trêu hơn, những gia đình có con em bị bệnh hầu hết là những bệnh nhân nghèo. Chúng ta chưa có cái chương trình khám mắt định kỳ cho trẻ mới đẻ ra và cho trẻ sơ sinh, cho trẻ mẫu giáo, nhà trẻ. Nhìn chung thì đến viện rất là muộn, thường là giai đoạn đã bệnh nhân đã bị di căn từ mắt nọ sang mắt bên kia, hoặc là xâm lấn vào dây thần kinh thị, hoặc là thậm chí là nhiều trường hợp là đến vì khối u nó đã to rồi, nó đã lồi ra khỏi mắt rồi.
Thì ở nước ngoài thì trẻ được đến giai đoạn sớm hơn, giai đoạn 1-2, nhưng ở Việt Nam thì giai đoạn 3-4 năm là nhiều. Bướu nguyên bào võng mạc là bệnh ác tính ở mắt, thường gặp chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi và hiếm gặp ở trẻ trên 7 tuổi. Đây là căn bệnh đứng hàng thứ tư trong các dạng ung thư thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Bệnh có biểu hiện rất rõ nét và dễ dàng phát hiện tại gia đình và các cơ sở y tế qua dấu hiệu đốm sáng ở con ngươi trắng. Nhưng đây là dấu hiệu muộn của bệnh. Đôi lúc, bệnh biểu hiện rất kín đáo như lé nhẹ và chỉ có thể được phát hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa mắt kinh nghiệm cùng với sự trợ giúp của các phương tiện chẩn đoán như siêu âm, chụp cắt lớp. Chính vì vậy, nếu như các bậc phụ huynh chịu khó quan sát các em, không được bỏ qua những dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh này, thì việc phát hiện sớm sẽ giúp các em không chỉ giữ được mạng sống mà còn bảo tồn được đôi mắt bằng những tiến bộ của y học. U nguyên bào võng mạc là một cái bệnh cũng không khó chẩn đoán. Cái quan trọng là bố mẹ và người trông trẻ hoặc là cái người nhân viên y tế tiếp xúc lần đầu với trẻ buộc phải nghĩ đến cái bệnh đó. Thứ nhất là những cái bệnh u nguyên bào võng mạc nó có một số cái triệu chứng gợi ý như sau. Cái lứa tuổi thường gặp là ở trẻ mới đẻ ra cho đến 3 tuổi là cái đỉnh cao hay gặp nhất là ở lứa tuổi trước 3 tuổi. Cũng có thể gặp ở những trẻ lớn 5 tuổi, 7 tuổi, thậm chí là hiếm gặp trường hợp người lớn. Như vậy là cái đầu tiên là cái độ tuổi nó gợi ý cho chúng ta biết trẻ dưới 3 tuổi là nhiều. Việc thứ hai là chúng ta nhìn vào cái mắt trẻ, chúng ta thấy có những cái biểu hiện như sau. Có thể là những cái đốm trắng đồng tử như là cái mắt mèo. Và đây là chúng tôi xin giới thiệu, đây là những hình ảnh đốm trắng đồng tử. Đây, chúng ta nhìn vào đây thì có cái đốm trắng. Cái đốm trắng này có thể nhỏ một chút xíu ở đồng tử hoặc là thậm chí chiếm toàn bộ mắt, nó là hình ảnh như mắt con mèo. Đấy. Thế thì dấu hiệu thứ hai là bản thân cái đốm trắng này chúng ta có thể không nhìn thấy, nhưng mà vào ban đêm hoặc là chụp ảnh cho trẻ, ảnh mà có cái đèn flash, chúng ta sẽ thấy mắt trẻ ánh đỏ lên. Hoặc là vào ban đêm chúng ta thấy mắt trẻ sáng lên như mắt mèo. Đấy là những biểu hiện sớm của bệnh. Trường hợp tiếp theo là chúng ta không nhìn thấy đốm trắng đồng tử nhưng mà trẻ bị lác mắt thì cũng nên cho trẻ đi khám chuyên khoa. Hoặc là trẻ mắt đỏ rực lên do chảy máu, xuất huyết tiền phòng, trẻ bị tăng nhãn áp. Đấy cũng là một cái biểu hiện cần phải nghĩ đến bệnh này. Hoặc là trẻ bị sụp mi do liệt thần kinh mắt, rồi có những biểu hiện đau mắt. Khi mà khối u đã nhìn rõ ở mắt, khối u đã lồi ra rồi thì thường là đấy là giai đoạn muộn. Đấy là những dấu hiệu gợi ý của bệnh. Hoặc là nhiều trường hợp trẻ không được phát hiện bệnh mà tình cờ đi khám mắt ở trường học, trường mẫu giáo, trường lớp mầm non thì các bác sĩ chuyên khoa mắt cũng có thể phát hiện được. Đấy là những cái tổn thương có u khi mà soi đáy mắt. Đây là hình ảnh soi đáy mắt, thấy u, thấy khối u ở soi đáy mắt. Và cái khối u này có đặc điểm là màu hồng phấn hoặc là có những cái nốt vôi hóa. Cái khối u này có tăng sinh mạch máu xung quanh. Hoặc là trẻ được phát hiện tình cờ qua siêu âm mắt. Siêu âm mắt chúng ta sẽ thấy một cái khối u ở đáy mắt, ở võng mạc. Và cái khối u này có đặc điểm là có những nốt vôi hóa. Đấy. Nhìn chung thì bệnh không khó phát hiện. Cái chính là chúng ta phải đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt hoặc là chuyên khoa ung thư. Dễ nhận biết hơn so với những căn bệnh khác, nhưng số trẻ em nhập viện trong giai đoạn muộn lại ngày càng gia tăng. Em Mai Ngọc Dũng, 3 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, nhập viện trong giai đoạn muộn nên đã phải khoét bỏ một mắt. Từ một cậu bé hoạt bát, giờ đây em trở nên lặng lẽ và mệt mỏi hơn rất nhiều. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dường như em cũng cảm nhận được sự thiệt thòi của mình và như tự ti hơn mỗi khi ống kính của chúng tôi hướng về phía em. Em sinh ra trong một gia đình thuần nông, cha mẹ thiếu kinh nghiệm, nên mặc dù thấy mắt con có vấn đề, nước mắt chảy nhiều, nhưng họ chỉ nghĩ là đau mắt thông thường. Chính vì không có kiến thức nên họ đưa em đến viện khi đã bị di căn vào tủy. Đau lòng càng khiến cho người mẹ trẻ suy sụp, mệt mỏi. Đi ra mắt khám thì bác sĩ là chuyển viện xuống tới đây rồi là xét nghiệm rồi là làm cái này kia là vì cháu bị là ca võng mạc di căn tế bào tủy rồi đó. Thì khi đó bác sĩ cho biết là gia đình rất là buồn, nói bác sĩ là giờ
có thể là giúp cháu không biết. Là người trực tiếp điều trị cho Mai Ngọc Dũng, bác sĩ Phạm Thị Việt Hương không chỉ thông cảm cho hoàn cảnh gia đình mà còn động viên gia đình chạy chữa cho em. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của Dũng đã khá hơn nhiều. Em là một trong những trường hợp đáp ứng thuốc tốt. Nhớ lại những ngày đầu điều trị, tình trạng của Dũng rất xấu. Tế bào ác tính xâm lấn rất nhanh. Nhiều lúc, cả gia đình em đã có tâm lý chán nản. Đến nay, tình trạng bệnh của em đã được cải thiện đáng kể, khiến cho các bác sĩ và gia đình cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều. Cháu này cũng là trường hợp được phát hiện muộn, tức là khi cháu có biểu hiện ung thư mắt ở bên mắt trái thì cháu đã được khuyết bỏ nhãn cầu toàn bộ. Nhưng tuy nhiên là sau khuyết bỏ nhãn cầu đó, với một cái giải phẫu bệnh là xâm lấn vào thị thần kinh và hắc mạc rồi thì thông thường là phải điều trị hóa chất ngay, nhưng mà cháu lại được ra viện. Cũng có thể là cái này, trường hợp này tôi không tìm hiểu được nhiều, nhưng cũng có thể là bác sĩ ở viện mắt người ta khuyên là sang viện ca điều trị hóa chất. Nhưng mà gia đình thì bố mẹ thì còn trẻ, chứ hiểu biết có hạn, cho nên là cho cháu về quê và không điều trị hóa chất luôn. Thế thì khi cháu đến khám lại định kỳ ở viện mắt thì tại cái thời điểm khám lại định kỳ thì cháu vẫn bình thường. Nhưng mà sau khi ra viện được 5-6 tháng thì cháu phát hiện một cái khối u phần mềm ở bên cạnh mắt, ở cái gò má trái ở bên cạnh mắt, và cái khối u nó phát triển rất là nhanh. Thì khi vào chúng tôi thì chúng tôi chẩn đoán là cái khối u nguyên bào võng mạc mắt trái đó đã di căn ra phần mềm và có dính sát vào cái não, cái tổ chức não ở đèn sọ. Thế thì cháu đã được điều trị hóa chất với cái mục đích là để giải quyết cái di căn ra gò má đó. Thế sau điều trị đợt 1 thì không những cái khối u tái phát ở hốc mắt đã tan hoàn toàn mà cái khối u di căn ra phần mềm đó cũng tan hoàn toàn. Hiện nay cháu đã hoàn thành đợt điều trị thứ 3 và tôi cũng hy vọng là cháu sẽ được ra viện. Nhưng tuy nhiên trường hợp này cũng là trường hợp đáng tiếc. Giá như mà cháu điều trị hóa chất ngay sau khi cắt bỏ nhãn cầu thì tốt hơn. Tốt hơn là để tế bào ung thư phát tán ra như vậy. Căn bệnh ung thư ở trẻ em luôn tác động sâu sắc đến những người lớn. Mỗi khi nhìn các em bị căn bệnh hành hạ, mỗi người trong chúng ta đều mong muốn được giúp các em vợi bớt đi sự đau đớn. Tại khoa nhi bệnh viện ca cơ sở 2, các y bác sĩ điều dưỡng ngày đêm cùng các cháu chiến đấu với tử thần. Trong cuộc chiến ấy, không phải lúc nào chúng ta cũng thắng. Mỗi bệnh nhân nhi qua đời đều tác động mạnh mẽ đến các bác sĩ ở đây. Càng đau buồn, họ lại càng quyết tâm đẩy lùi căn bệnh này. Và những nỗ lực của họ thực sự có kết quả. Tỷ lệ chữa trị sống thêm ở ung thư trẻ em ngày càng tăng lên rõ rệt, bám sát với tỷ lệ điều trị thành công trên thế giới. Tuy nhiên, việc chữa trị ung thư cho trẻ em cũng gặp một số vấn đề khó khăn. Đó là 2/3 trường hợp trẻ mắc bệnh ung thư đến các cơ sở bệnh viện để chẩn đoán và điều trị với giai đoạn trễ, suy yếu nhiều. Vì vậy, việc điều trị còn khó khăn, ít kết quả và tốn kém. Hiện nay, chỉ mới có thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có chuyên khoa ung bướu nhi. Vì vậy, vấn đề chú ý phát hiện bệnh sớm ở tuyến cơ sở là rất cần thiết. Ung thư trẻ em tuy chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 1,63% tổng số lượng bệnh nhân ung thư, và con số này đang có chiều hướng gia tăng, nhưng có tác động mạnh mẽ và sâu xa đến tâm lý xã hội cho bản thân trẻ có bệnh, gia đình và cộng đồng. Nhiều bậc phụ huynh lo ngại việc điều trị ung thư không có kết quả tốt nên đã bỏ cuộc. Tuy nhiên, tỷ lệ sống thêm ở ung thư trẻ em là rất cao nên hoàn toàn có thể hy vọng chữa trị được cho các trẻ. Bây giờ thì cái mức độ nhận thức về ung thư trẻ em cũng đã được nâng lên so với trước, nhưng thực ra thì cũng chưa phải là đã đạt được độ cao. Cho nên từ những cái ban đầu, nhận thức ban đầu về bệnh cũng là cái bước đầu khó khăn. Và cái thứ hai là cái cơ sở điều trị, vì trẻ em điều trị có tính chất rất chuyên sâu, mà hiện nay thì cái cơ sở khám chẩn đoán điều trị chuyên sâu về ung thư trẻ em thì mới nằm ở hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và một cái điểm thứ ba nữa đó là cái đội ngũ cán bộ bác sĩ chuyên khoa về ung thư nhi khoa thì đúng là ở Việt Nam bây giờ cũng rất là thấp. Và một cái đặc điểm là cái bệnh ung thư trẻ em nó phát triển rất là nhanh,
nó phát triển nhanh, tiến triển nhanh. Do đó mà nếu như mà không có tính chất chuyên sâu, không điều trị chuẩn đoán chuyên sâu nhanh sớm thì bệnh sẽ chuyển tới giai đoạn muộn cũng rất nhanh. Chúng ta cần biết rằng trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, có những đặc điểm tâm sinh lý khác người lớn. Trẻ em là giai đoạn cơ thể hình thành cơ quan và hoàn chỉnh các bộ máy, với 70-75% trọng lượng cơ thể là nước. Thứ hai là hệ miễn dịch cơ thể còn kém. Đối với trẻ dưới 4 tuổi, nguy cơ bị suy dinh dưỡng và nhiễm trùng lớn. Ngoài ra, còn có một số bệnh tật bẩm sinh kèm theo như hội chứng Down. Chính vì những khác biệt trên nên ung thư ở trẻ em có một số điểm khác biệt với ung thư ở người lớn. Ung thư trẻ em xuất phát từ những tế bào non, tăng sinh rất mạnh và diễn biến nhanh. Có những trường hợp có thể tử vong trong vòng 24 giờ và tế bào ung thư tăng gấp 2 lần. Nhưng ngược lại, ở trẻ em, tế bào non nhiều nên khi có thuốc sẽ tác động nhanh và tỷ lệ sống thêm ở trẻ em là rất cao, lên tới trên 70% trong tất cả các loại bệnh ung thư. Bệnh bạch cầu là chiếm tỷ lệ cao nhất, nó khoảng 30, thậm chí có tác giả đến 39%. Và trong đó thì bạch cầu cấp dòng lympho lại chiếm tỷ lệ cao. Và nhóm bệnh thứ hai là các khối u hệ thần kinh trung ương, nó chiếm trên dưới 20%. Và thứ ba là các khối u lympho ác tính. Còn tất cả các loại bệnh khác như u nguyên bào thần kinh, sắc cung cơ vân thì nó chiếm khoảng 6-7%. Và ít hơn thì như là u nguyên bào võng mạc, u nguyên bào thận là những cái bệnh đặc trưng của trẻ em thì nó chiếm khoảng 3-4%. Và đối với trẻ em ấy, thì cái mức độ nhạy cảm đối với cơ quan lành nó cũng rất cao. Do vậy mà cái độc tính cũng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên thì cái khả năng phục hồi cũng lại tốt hơn. Và trong quá trình chăm sóc trẻ em ung thư ấy, thì còn một cái sự khác biệt, gọi là tương đối khác biệt đối với người lớn. Đó là trẻ em, các cháu nó tương đối vô tư về bệnh, cho nên là nó có thể nó tạo ra một cái trạng thái tâm lý cho người thầy thuốc cũng sẽ đỡ hơn. Vì người lớn thì dễ có những trạng thái dễ stress và dễ trong trạng thái bi quan. Đương nhiên là ở trẻ em cũng có một phần, đó là cái lứa tuổi sắp sắp trưởng thành 13, 14, 15, đặc biệt 15-16 tuổi. Tại sao? Vì các cháu nó có một cái mặc cảm bởi vì là thậm chí điều trị tóc rụng hoặc là có những trường hợp phải phẫu thuật cắt một phần cơ thể, thì những sự khiếm khuyết đấy tạo ra những tâm lý rất là chán nản cho các cháu. Thì đương nhiên là những cái trường hợp như vậy thì cái liệu pháp tâm lý cũng vô cùng quan trọng. Ở đây là gì? Đó là sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tiếp xúc với các cháu, người nhà, gia đình và đặc biệt là bạn bè, các cháu cùng lớp, cùng trường. Đáng tiếc hơn cả là tình trạng của em Lê Thị Ánh Tuyết, 3 tuổi, ở đội 10 Thắng Động, Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình. Thấy em bị đau mắt đỏ, gia đình đã đưa em đi viện ngay. Nhưng trong quá trình điều trị, ngay cả các bác sĩ chuyên khoa cũng không nghĩ đến căn bệnh ung thư có thể xảy ra với em. Thế là trong cả một thời gian dài, em được chỉ định điều trị bệnh viêm màng bồ đào. Điều trị theo phác đồ này đã khiến cho gia đình em lâm vào tình trạng khánh kiệt, nợ nần chồng chất. Gia đình em đã phải cầm cố tất cả sổ đỏ của anh em họ hàng, mà tình trạng bệnh của em vẫn chưa thuyên giảm. Chỉ đến khi chẩn đoán đúng bệnh, em mới được chuyển đến khoa nhi cơ sở 2 viện ca, thì đã bị di căn sang tủy và khoét bỏ một con mắt. Nhìn Ánh Tuyết chơi đùa, bất kỳ ai cũng phải chạnh lòng. Mặc dù phải điều trị hóa chất lần 3 với phác đồ điều trị lần 2, nhưng Ánh Tuyết vẫn thể hiện mình là một cô bé linh hoạt, thông minh. Nếu như không phải điều trị bệnh, có lẽ em đã được đến lớp mẫu giáo với các bạn cùng trang lứa. Không được đi học, nhưng Ánh Tuyết học hát qua vô tuyến và những người ở trong viện rất nhanh. Tiếng hát lanh lành vút cao, càng khiến cho những người đối diện cảm thương em. Mặc dù bị căn bệnh hành hạ, nhưng Ánh Tuyết vẫn hồn nhiên cùng bố chơi xếp hình những cây cầu. Nhìn những cây cầu em xếp, chúng tôi thầm mong cho cây cầu của em nối liền được ước mơ của gia đình là em được khỏi bệnh
và có ngày được cắp sách đến trường. Thì cháu có biểu hiện là đỏ mắt, chảy máu mắt và sưng mắt. Thì gia đình cũng rất là quan tâm đến trường hợp này và đưa đi bệnh viện mắt ngay. Nhưng mà cái trường hợp này tôi nghĩ rằng chắc là chẩn đoán cũng khó. Cho nên đồng nghiệp của chúng tôi thì điều trị theo hướng viêm màng đục bầu đào. Thế khi mà bệnh đã phát tán ra rồi, đã khối u đã là lớn thì cháu mới được chẩn đoán là u nguyên bào võng mạc. Cháu đã được khoét bỏ toàn bộ cái nhãn cầu bên bệnh đó, tức là bên trái. Và đồng nghiệp chuyển sang bên chỗ chúng tôi ngay sau vài ngày. Nhưng khi vào đây thì cháu được xét nghiệm đánh giá toàn bộ lại toàn bộ. Thì cháu đã bị di căn tủy, cái tế bào ác tính vào đến tủy xương 73%. Và chúng tôi tiến hành điều trị hóa chất theo cái hội chẩn. Sau 6 đợt điều trị hóa chất thì cháu được ra viện. Và tại thời điểm ra viện thì cái mắt trái bị bệnh đó không có biểu hiện tái phát tại hốc mắt. Cái mắt phải lành đó không có biểu hiện di căn sang. Và tim, gan, phổi, thận hoàn toàn bình thường. Thậm chí là cái tủy xương mà lúc đầu di căn 73% thì cháu đã hết sạch tế bào ác tính trong tủy. Nhưng mà đây cũng chưa là một cái trường hợp mà tôi cũng rất là buồn. Tại vì là ra viện được có 2 tháng thì cháu lại tái phát rất là nhanh. Với một cái khối u tái phát tại hốc mắt trái rất là to, rất là nhanh. Nó phải nói là phát triển nhanh hàng ngày. Và sau 2 tháng ra viện đấy cháu lại quay lại với tôi thì cái khối u tái phát đấy nó phải to bằng cái quả ổi ở mắt của cháu, trên một cháu bé 3 tuổi. Và cái tủy lại phát hiện di căn 52% tế bào ác tính trong tủy. Trong hoàn cảnh khó khăn, tình người lại được nhen lên. Các bà mẹ lại cùng nhau chia sẻ những khó khăn, những kinh nghiệm để vượt qua bệnh tật. Không chỉ có các mẹ, ngay cả những bệnh nhân nhi cũng san sẻ cho nhau những tình cảm rất đời thường. Hà và Chi là hai bé mắc bệnh ung thư máu và ung thư xương. So với tuổi tác, hai em này như những người chị cả và có thâm niên làm viện lâu hơn. Chính vì vậy, Hà và Chi rất thương những em nhỏ. Mỗi khi có dịp, hai cô bé lại sang chơi và giúp các em tập hát. Những bài hát của các em như thắp lên ngọn lửa của hy vọng. Hàng ngày, tiếp xúc với những bệnh nhân nhí, hơn ai hết, các bác sĩ là người cảm nhận được những thiệt thòi của các cháu. Có lẽ chính vì vậy, mỗi người hộ lý, y tá đều quyết tâm giành lại mạng sống cho các cháu bằng mọi giá. Họ làm việc trong điều kiện còn thiếu thốn, nhiều áp lực. Nhưng với bệnh nhân nhi, họ luôn ân cần. Nhìn các cháu vui đùa, chào hỏi, các bác sĩ cũng cảm thấy ấm lòng. Vừa là bác sĩ, lại vừa làm cha, làm mẹ. Hơn ai hết, họ cảm nhận được tình cảm các bệnh nhân dành cho mình. Tình cảm ấy là phần thưởng vô giá mà không thể mua được bằng tiền tài vật chất. Và mỗi lần đẩy lùi được thần chết là một lần họ cảm nhận được vinh quang của nghề nghiệp. Càng ngày càng gắn bó với các cháu hơn, mình sẽ tâm huyết với nghề hơn. Trong quá trình làm việc 10 năm ở khoa nhi thì chúng tôi cũng có rất nhiều những cái kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn gắn bó với các cháu, đặc biệt là các cháu bạch cầu cấp. Bởi vì cái quá trình điều trị 3 năm ở bệnh viện nó có quá nhiều kỷ niệm. Tôi cũng quá nhiều kỷ niệm vui và buồn với các cháu. Thế thì cái động lực mà khiến mà tôi gắn bó với cái công việc này, với cái nghề này, đấy là mỗi một ngày thấy các cháu khỏe lên. Khi các cháu đến với mình, các cháu xanh xao, thiếu máu, không ăn được, không thở được. Thậm chí là xuất huyết máu chảy trên lâm sàng rất là nhiều, chảy máu răng, chảy máu mũi, xuất huyết ngoài da rất là nhiều. Nhưng mà chỉ vài ba ngày, vài ba tuần mình điều trị, các cháu chạy, các cháu chơi được, các cháu chào được mình, con chào bác Hương, thậm chí có những cháu trêu chọc mình, thì đấy chính là động lực. Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Tuy nhiên, do điều kiện và hoàn cảnh, những em bé mắc phải căn bệnh ung thư máu đã phải gián đoạn việc học hành, vui chơi để dành thời gian chữa bệnh. Chính vì vậy, việc tạo điều kiện để các em chữa bệnh là trách nhiệm không chỉ của gia đình mà còn của cả xã hội.